Tiết 43 cung chứa góc. Để chuẩn bị bài mới, thầy sẽ kiểm tra bài cũ của các em. Phát biểu định lý về số đo của góc nội tiếp và định lý về số đo của góc tạo ở tia tiếp tuyến và dây cung. Hãy nhìn vào hình vẽ, các điểm MNB nằm trên cung tròn. Hãy so sánh các góc AMB, ANB và APB. Ta thấy các góc trên đều là góc nội tiếp cùng chắn một cung nên chúng bằng nhau. Cho hình vẽ như sau. Liệu ba điểm MNB có cùng thuộc một cung tròn căng dây AB hay không? Để giải quyết vấn đề này, chúng ta sẽ học bài mới cung chứa góc. Số 1, bài toán quỹ tích cung chứa góc. Mẫu nhỏ, bài toán sách giáo khoa trang 83. Cho đoạn thẳng AB và góc alpha lớn hơn 0 độ, bé hơn 180 độ. Tìm quỹ tích hay tập hợp các điểm M thỏa mãn góc AMB bằng alpha. Xét góc alpha bằng 90 độ, ta có hỏi 1, sách giáo khoa trang 84, cho góc CN1D bằng góc CN2D bằng góc CN3D bằng 90 độ. Chứng minh các điểm N1, N2, N3 cùng nằm trên đường tròn đường kính CD. Nhận xét gọi O là trung điểm CD, ta có ON1 O bằng ON2 bằng ON3 vì cùng bằng phân nửa CD. Vậy các điểm CN1, N2, N3, D cùng cách điểm O cho trước một khoảng bằng phân nửa CD. Do đó các điểm N1, N2, N3 nằm trên đường tròn đường kính CD. Xét alpha khác 90 độ. Ta sang hỏi 2, sách giáo khoa trang 84, hình 39. Hãy dự đoán quỹ đạo chuyển động của điểm M. Nhắc lại, hãy dự đoán quỹ đạo chuyển động của điểm M. Các em nhìn trên hình vẽ và trên màn hình. Từ đó ta có kết luận với đoạn thẳng AB và góc alpha lớn hơn 0 độ và bé hơn 180 độ cho trước thì quỹ tích các điểm M thỏa mãn sao cho góc AMB bằng alpha là hai cung chứa góc alpha dựng trên đoạn thẳng AB. Chú ý, hai cung chứa góc alpha nói trên là hai cung tròn
đối xứng nhau qua AB. Hai điểm AB được gọi là, được coi là thuộc quỹ tích. Khi alpha bằng 90 độ thì hai cung AMB và AMB là hai nửa đường tròn đường kính AB. Vậy quỹ tích các điểm nhìn đoạn AB cho trước với một góc vuông là đường tròn đường kính AB. Trong hình bên, cung AMB là cung chứa góc alpha, thì cung ANB là cung chứa góc 180 độ trừ alpha. Ta sang phần 2 nhỏ, cách vẽ cung chứa góc. Trước tiên ta vẽ đường trung trực D nhỏ của đoạn thẳng AB. Bước 2, vẽ tia AX tạo với AB một góc alpha. Vẽ đường thẳng. Bước 3, vẽ đường thẳng AI vuông góc với AX. Gọi O là giao điểm của AI với D. Bước 4, vẽ cung AMB tâm O bán kính OA, sao cho cung này nằm ở nửa mặt phẳng bờ AB không chứa tia AX. Cung AMB được vẽ như trên là cung chứa góc alpha. Trường hợp góc alpha lớn hơn 0 độ và bé hơn 90 độ, ta có cách vẽ như sau. Trường hợp góc alpha lớn hơn 90 độ và bé hơn 180 độ, học sinh nghiên cứu cách làm. Ta áp dụng cách nhận xét bài toán như sau. Bài 46 sách giáo khoa trang 80. Dựng một cung chứa góc 55 độ trên đoạn thẳng AB bằng 3 cm. Cách dựng. Thứ nhất, dựng đoạn thẳng AB bằng 3 cm. Thứ hai, dựng D là đường trung trực của đoạn thẳng AB. Thứ ba, dựng góc BAX bằng 55 độ. Thứ tư, dựng tia AI vuông góc tia AX. Gọi O là giao điểm của AI với đường thẳng D. Trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng AB không chứa tia AX. Dựng cung AMB có tâm O và bán kính OA. Ta sang phần 2 la mã, cách giải bài toán quỹ tích. Muốn chứng minh quỹ tích hay tập hợp các điểm M thỏa mãn tính chất T là một hình H nào đó, ta phải chứng minh hai phần. Phần thuận, mọi điểm có tính chất T đều thuộc hình H. Phần đảo, mọi điểm thuộc hình H đều có tính chất T. Từ đó ta kết luận. Vậy quỹ tích hay tập hợp
Các điểm M có tính chất T là hình H. Vận dụng cách giải bài toán quỹ tích, ta có bài 1. Cho đường tròn tâm O và điểm A cố định nằm trong đường tròn. Một đường thẳng D quay quanh điểm A cách đường tròn tâm O tại hai điểm M và N. Tìm quỹ tích trung điểm Y của M, N. Hướng dẫn giải bình thuận. Vì Y là trung điểm của dây M, N, suy ra OY vuông góc M, N theo định lý quan hệ giữa đường kính và dây cung. Do đó góc OIA bằng 90 độ. Rồi điểm Y nhìn đoạn OA cố định dưới một góc 90 độ, nên điểm Y nằm trên đường tròn đường kính OA. Phần đảo học sinh tự chứng minh. Bài toán 2. Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB có C là điểm chính giữa của cung AB, M là một điểm chuyển động trên cung BC. Lấy điểm N thuộc đoạn AM sao cho AN bằng MB. Vẽ tiếp tuyến AX với nửa đường tròn. Gọi D là điểm thuộc AX sao cho AD bằng AB. A. Chứng minh rằng tam giác MNC vuông canh. B. Chứng minh rằng DN vuông góc AM. C. Tìm quỹ tích điểm N. Hướng dẫn. Câu A. Ta có tam giác ANC bằng tam giác BMC theo trường hợp cạnh góc cạnh. Do đó CN bằng CM. Lại có góc CMA bằng nửa số đo cung AC bằng 45 độ. Từ 1 và 2 suy ra tam giác MNC vuông cân tại C. Câu B. Xét tam giác AND và tam giác BMA có AD bằng AB. Góc DAN bằng góc ABM. Cạnh AN bằng cạnh BM theo giả thiết. Từ đó suy ra tam giác AND bằng tam giác BMA. Do đó góc AND bằng góc BMA. Mà góc BMA bằng 90 độ, góc nội tiếp chắn nửa đường tròn, nên suy ra góc AND cũng bằng 90 độ, hay DN vuông góc AM. Câu C. Phần thuận. Vì góc AND bằng 90 độ, vậy điểm N nhìn đoạn AB cố định với một góc 90 độ, nên N thuộc đường tròn đường kính AD. Giới hạn: nếu M trùng với A thì N trùng với C. Nếu M trùng với C thì N trùng với A. Do đó quỹ tích điểm N là cung nhỏ AN của đường tròn đường kính AD. Cung này thuộc nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng AX có chứa nửa đường tròn tâm O. Phần đảo học sinh tự chứng minh. Tiếp sau các em sẽ học bài mới.
Các em về xem trước bài tứ giác nội tiếp. Về nhà, các em học thuộc phần kết luận và phần chú ý trang 85. Xem lại cách vẽ cung chiếu góc, cách giải bài toán quỹ tích và làm bài tập 44-45. Trong bài tập 44, thầy sẽ hướng dẫn các em như sau. Phần thuận: trong tam giác BC có góc BIC sẽ bằng 180 độ trừ cho tổng góc ABC cộng góc ACB chia 2. Thế giá trị vào, ta được góc BIC bằng 135 độ. Vậy điểm Y, nhìn đoạn thẳng BC cố định dưới một góc là 135 độ, nên điểm Y thuộc cung chiếu góc 135 độ dựng trên đoạn thẳng BC. Phần đảo, các em tự chứng minh. Bài học đến đây là hết. Các em xem về nhà xem trước bài tứ giác nội tiếp.